Chào mừng quý vị khán giả đang quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp. Bản tin tiếp theo cho hay, Mpox là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu, theo lời của Giám đốc WHO. Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Tư ngày 14 tháng 8 đã tuyên bố Mpox là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu lần thứ 2 sau 2 năm. Trong 2 năm sau khi dịch bệnh do virus bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã lan sang các nước láng giềng, rõ ràng là cần có phản ứng quốc tế phối hợp để ngăn chặn các đợt bùng phát này và cứu sống nhiều người. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã cho biết tại một cuộc họp báo ở Geneva. Việc xác định một đợt bùng phát dịch bệnh là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng có tầm quan trọng quốc tế. Hay PHEIC, mức cảnh báo cao nhất của WHO, có thể đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, tài trợ và các biện pháp y tế cộng đồng quốc tế, cũng như hợp tác để ngăn chặn một căn bệnh. Hai người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào thị trấn Majayun ở phía nam của Lebanon. Kính thưa quý vị, ít nhất 2 người thiệt mạng, 4 người bị thương trong cuộc không kích của Israel nhắm vào thị trấn Majayun của Lebanon vào ngày 14 tháng 8. Majayun là một thị trấn chủ yếu gần biên giới của Lebanon với Israel. Hezbollah được Iran hậu thuẫn đã bắt đầu tấn công xuyên biên giới vào Israel ngay sau khi lực lượng Israel bắt đầu chiến dịch quân sự chống lại Gaza ngày 7 tháng 10 năm ngoái, đáp trả cuộc tấn công chết người của Hamas vào Israel. Hỏa lực của Israel ban đầu giới hạn ở khu vực biên giới Lebanon, hiện nay đã nhắm vào những nhân vật cấp cao của Hezbollah, Hamas và nhân vật khác ở xa hơn về phía Bắc. Đặc phái viên Hoa Kỳ Amos Hawtrey, cố vấn cấp cao của Tổng thống Joe Biden, có mặt tại Beirut vào thứ Tư, cố gắng ngăn chặn sự leo thang giữa Hezbollah và Israel sau khi Israel giết chết chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở ngoại ô phía nam Beirut vào tháng trước. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về triển vọng nhân đạo, kinh tế ở Nam Sudan. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp vào ngày 14 tháng 8 để xem xét tình hình kinh tế, chính trị và nhân đạo ở Nam Sudan trước cuộc bầu cử vào tháng 12. Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký và người đứng đầu phái Bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan là Nicholas Hansom đã mô tả triển vọng nhân đạo và kinh tế ở đó là một cơn bão hoàn hảo. Ông chỉ ra tình trạng mất an ninh lương thực kinh niên, bất ổn chính trị, nền kinh tế suy thoái nhanh chóng và khả năng xảy ra lũ lụt một lần trong đời vào tháng 9. Hơn nữa, bạo lực giữa các cộng đồng bao gồm giết người và bắt cóc tiếp tục tác động đến tình hình an ninh. Hình ảnh vệ tinh đã cho thấy các tuyến hào do Nga xây dựng ở khu vực Kursk. Hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies chụp cho thấy các chiến hào của Nga tại Seletisoni và Lugov trong khu vực Kursk. Hàng ngàn quân lính Ukraine xông qua biên giới Nga vào ngày 6 tháng 8 vào khu vực Kursk phía tây của Nga trong cuộc xâm nhập nước ngoài lớn nhất vào nước Nga trong nhiều thập niên. Các chỉ huy của Nga đã cho rằng mặt trận Kursk đã ổn định hơn, mặc cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng ông ta vẫn tiếp tục tiến tới đó và ra lệnh cho những tướng lĩnh của mình phát triển những bước đi quan trọng tiếp theo trong chiến dịch. Liên Hợp Quốc đề nghị Việt Nam, Thái Lan giải trình về việc hai nước hợp tác dẫn độ người thượng tị nạn. Hai nhóm công tác và hơn 10 báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc vừa yêu cầu chính phủ Việt Nam và Thái Lan giải trình về những nỗ lực gây quan ngại của Hà Nội trong việc cưỡng ép hồi hương người thượng tị nạn ở Thái Lan và khả năng hợp tác của Bangkok trong những nỗ lực đó. Trong hai bức thư riêng rẽ cùng đề vào ngày 14 tháng 6 năm nay gửi đến chính phủ của hai nước, các chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc nhắc lại các sự kiện gần đây khiến cho họ quan ngại. Một đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam, trong đó có Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, vào ngày 14 tháng 3 năm 2024 đã đến những khu dân cư tập trung đông người thượng tị nạn ở phía bắc của Bangkok và được cảnh sát Thái Lan cũng như nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tháp tùng, bức thư đã mô tả. Thư dẫn lời những người tị nạn cho biết thêm rằng phái đoàn này đã thẩm vấn và gây áp lực buộc họ phải trở về Việt Nam. Nghiên cứu mới đây cho thấy Stone Outer Stone của Stonehenge đã di chuyển 400 dặm từ Scotland. Một khám phá mới liên quan tới tượng đài Stonehenge nổi tiếng của Anh khiến cho những nhà nghiên cứu sửng sốt.
Đá bàn thờ của tượng đài ước tính nặng tới 6 tấn đã di chuyển 435-465 dặm từ thời cổ đại ở Scotland tới tận đồng bằng Salisbury của Anh. Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature do nhà khoa học tại Đại học Albert Sedgwick, UCL, Đại học Curtin và Đại học Adelaide thực hiện. Họ nói dù quý vị mang nó theo cách nào, quý vị có mang xuống bằng thuyền hay qua đất liền đi nữa, chắc chắn phải mất rất nhiều công sức để làm được điều đó. Đây là điều mà Nick Pierce, nhà địa chất và đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết. Ông nói thêm nó nằm ngay chính giữa tượng đài Stonehenge. Nó là phần mà quý vị đứng để ngắm bình minh và những tảng đá khác. Vì vậy nó nằm ngay ở phía giữa và hẳn nó được đặt ở đó như một tảng đá vô cùng quan trọng. Nguồn gốc và mục đích của tảng đá bàn thờ nằm trong số những bí ẩn của tượng đài khổng lồ này. Bản tin vừa qua cũng đã tạm kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV do xứ ngôn viên Thuyết Nha và Linh Trịnh trình bày. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu của quý vị khán giả và các cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt IBC Home Shopping với rất nhiều sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình tri ân quý khách hàng, kính mời quý vị liên lạc về 714-892-5717 hoặc quý vị có thể shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Chúng tôi cũng xin kính chào tạm biệt, kính chúc quý khán thính giả và những người thân yêu được vô lượng an lạc.